Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. 58 mẫu xe VinFast, Lux và Fadil bắt đầu chạy thử xuyên Việt trước ngày được bán ra. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thị trường ô tô xe máy. Các chặng đường di chuyển dài từ 176 km cho tới 350 km từ Bắc vào Nam, người cầm lái xe VinFast là những chuyên gia nước ngoài và Việt Nam. Ngày 20 tháng 5, VinFast cho biết họ bắt đầu đưa lô 58 xe Lux và Fadil tiến hành chạy thử tại Việt Nam. Đợt chạy thử được chia ra các chặng di chuyển khác nhau dài từ 176 km cho đến 350 km từ Bắc vào Nam và được Magna Steyr, đối tác đến từ Áo và VinFast phối hợp xây dựng nhằm vận hành ở đô thị, ngoại ô, đường cao tốc, các địa hình khác nhau như đường đèo dốc, đường gập ghềnh, đường cát, đường ngập nước, các điều kiện thời tiết thông thường hay kém thuận lợi như nắng gắt, sương mù, mưa lớn và dông bão. Lái xe tham gia thử nghiệm gồm các chuyên gia của Magna Steyr và của VinFast. Hãng xe Việt khẳng định đội ngũ này đã được đào tạo bài bản để có thể đưa ra những đánh giá hữu ích giúp cho mẫu xe VinFast được hoàn thiện ở mức độ cao nhất của nhà sản xuất. Theo công bố của hãng xe Việt, giai đoạn đầu, VinFast sẽ kiểm tra và điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí HVAC thông qua việc di chuyển trong các điều kiện thời tiết nóng ẩm, trời mưa cả ban ngày và ban đêm. Dữ liệu thu thập được trong quá trình chạy xe sẽ được các chuyên gia ghi lại như mức độ chênh lệch giữa nhiệt độ trong xe với nhiệt độ bên ngoài, đo cảm giác của khách hàng và lái xe nhằm đánh giá sự thoải mái dễ chịu cho tất cả các hành khách bên trong xe. Giai đoạn thứ hai, VinFast tiếp tục tiến hành kiểm tra xe trên đường chạy thử trong địa hình thực tế, thời tiết, khí hậu và đặc tính tài xế khác nhau, từ đó kiểm tra độ bền và toàn bộ tính năng của xe trong các điều kiện vận hành khác nhau. Quá trình kiểm tra tổng thể sẽ được tiến hành liên tục để nâng cao những ưu điểm, đồng thời cải tiến chất lượng và tăng tính năng của ô tô VinFast, bảo đảm các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam sẽ có chất lượng tốt nhất, phù hợp nhất cho các khách hàng tại Việt Nam. Ông Kevin Fisher, kỹ sư trưởng dòng xe Lux của VinFast cho biết, bên cạnh việc đưa xe tới những nơi có thiết bị kiểm tra tốt nhất trên thế giới mà tất cả các thương hiệu lớn nhất đang dùng, chúng tôi cũng đảm bảo rằng những chiếc xe VinFast thực sự phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam thông qua những bài kiểm tra khắt khe và kỹ lưỡng trong quá trình kiểm nghiệm sản phẩm. Trước đó, từ ngày 20 tháng 3, VinFast đã đưa xe đến 14 quốc gia thuộc 4 châu lục trên thế giới để kiểm tra chất lượng và độ an toàn. Nhiều nguồn tin không chính thức cho biết dàn xe của VinFast đưa đi kiểm tra đã đạt chuẩn 5 sao của Euro NCAP và Asian NCAP. Tuy nhiên, hãng xe Việt cho tới thời điểm này vẫn chưa xác nhận thông tin này. Việc chạy thử trên thực tế tại nhiều địa phương tại Việt Nam giúp cho VinFast có những thông tin hữu ích để tinh chỉnh các dòng xe của mình. Đồng thời, đối với người tiêu dùng Việt Nam, việc nhìn thấy những mẫu xe tuyệt đẹp này ở ngoài đời, từ mẫu xe nhỏ Fadil cho đến các dòng xe cao cấp như Lux A2.0 hoặc là SA2.0, sẽ giúp cho người tiêu dùng có cảm nhận thực sự về kiểu dáng và chất lượng của các mẫu xe thương hiệu Việt mà người tiêu dùng Việt Nam sắp được sở hữu. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.